Hello cả nhà, rất vui được chào đón cả nhà trong video ngày hôm nay. Cả nhà ơi, video này thì hiện tại mình đang ở cà phê Trúc Vân, ngay đầu đèo của Brand Đà Lạt. Thì trong video này thì là mình đang đi tham quan ngôi nhà ma hồi xưa, nhưng bây giờ thì họ đã sửa sang lại và đã là quán cà phê Trúc Vân. Thì mình có vô đây tham quan và review cho cả nhà cùng xem quang cảnh của quán cà phê. Cách đây một năm thì cách cà phê này rất là đông khách và rất là đẹp. Sau khi thì họ đóng cửa cái đường đèo Brand để họ tu sửa và sửa chữa, thì cà phê Trúc Vân đã đóng cửa. Và bây giờ thì hiện tại bây giờ vẫn đang đóng cửa, rất là hoang vắng và không có người. Thì ngày hôm nay trong khi mình đi Đà Lạt để quay đường đèo Brand mới mở cho cả nhà xem, thì mình cũng vô đây review cho mọi người xem khung cảnh ở phía ngoài thôi. Quán cà phê Trúc Vân review những khung cảnh ở chung quanh thôi, chứ còn ngôi nhà này thì đóng cửa, mình không thể vô được. Mình chỉ đi ở phía ngoài thôi các bạn nhé. Và các bạn cùng xem video của Thanh Hương Lạc Lâm. Đây là phía sau đó các bạn. Và ở phía sau này thì cũng có cái cầu thang đi lên. Đi lên một cái phía họ có làm đằng sau một cái lan can họ nới ra để có thể ngồi uống cà phê và ngắm view đồi thông, hoặc là ngắm view đường Brand đang đổ xuống. Mình đang đổ về phía ngã ba Phi Nôm đó. Thì đứng trên đây mình ngắm được toàn cảnh rất là đẹp. Mình nhìn thấy đường đi xe qua lại. Nói chung là view ở trên này rất là đẹp. Đó. Cái ngôi biệt thự Trúc Vân này thì hồi xa xưa thì nó là một cái ngôi nhà để hoang vắng cũng là mấy chục năm đó các bạn. Và bây giờ thì họ xây cất, họ sửa lại thì mình thấy bây giờ thì nó rất là đẹp đó. Nhưng mà rất là tiếc là một năm qua thì họ đóng cửa đường đèo Brand, cho nên là cà phê này cũng phải ngưng hoạt động. Và bây giờ thì nó để rất là hoang vắng, rất là điều hiu. Đó, những cảnh vật ở đây thì mình có cảm giác như nó hoang tàn đó các bạn. Và bây giờ thì mình đang đi vô trong cái tầng áp mái ở trên cùng đó. Trong cái tầng này thì họ để cho hoang vu quá. Xong mà rơi hay là con gì nó vô đây, nó sống ở trong này nè. Đó.
Các bạn ơi, khi mình quay và review cái quang cảnh xung quanh của cà phê Trúc Vân thì mình có gắn mic để cho ông xã mình thuyết minh á, nhưng mà nó vì trục trặc. Đến lúc mình về mình làm video thì nó không có tiếng nói. Cho nên bây giờ mình phải thuyết minh lại cho các bạn thông cảm cho mình nhé. Có thể cái giọng thuyết minh của mình nó hơi nhỏ, thông cảm cho Thanh Hương nha. Ở cái tầng lan can ở trên thì mình đi xuống hết cầu thang thì gặp được hai bố con này, cũng người ở Sài Gòn lên, cũng lên đây, người ở Sài Gòn lên và thuê một chiếc xe máy cũng đi thả đèo Bờ Ren và đi lên tham quan cà phê Trúc Vân. Đây là hai bố con này. Nhân tiện đây là mình cũng quay hai bố con luôn, và mình cũng có chụp cho hai bố con một ít tấm hình. Nếu bạn này có xem được video của mình thì bình luận cho mình biết nha. Và cái đoạn này là mình đang giới thiệu cho bạn đó truy cập vô kênh và đăng ký kênh của cô Hương Lạc Lâm để về xem video. Sau đó thì chụp cho hai bố con một vài tấm ảnh để kỷ niệm trong video của cô Hương Lạc Lâm. Ông xã đang đi ra phía sau cà phê Trúc Vân á, để mình ông xã leo trên cái triền đồi để cho mình quay á. Rất là ok, rất là đẹp đó các bạn. Đó, đằng sau cà phê Trúc Vân thì có một cái đồi thông. Đó, mình có thể lên review, lên quay phim, lên ngắm cảnh, lên chụp hình. Và mình quay lại cái phía sau của cà phê Trúc Vân, các bạn thấy không? Và hai bố con đang đi trên cái phía lan can này. Đó, rất là đẹp.
Sau khi tham quan phía sau của cái đồi cà phê Trúc Vân thì mình trở lại phía mặt chính của cà phê. Thì ông xã đang mở cửa nhưng là họ đóng toàn bộ, mình không có vô được. Đây là phía mặt chính, sảnh chính của cà phê Trúc Vân này các bạn. Đó, phía trước sảnh chính đây. Cách đây một năm mà khi cà phê Trúc Vân mà mở đó thì mình có vô đây, rất là đông khách, rất là đẹp và đông khách. Lúc đó họ trang trí từ phía ngoài cho đến phía trong rất là ok. Thì sau khi mà đường đèo họ đóng cửa để tu sửa thì cà phê Trúc Vân cũng đóng cửa luôn. Trước mà khi nó mở cà phê, cái đoạn này là ông xã mình đang đi xuống cái phía dưới, họ nói ở đây có một cái giếng đi xuống xem mà rồi không phải. Đi xuống dưới đó xem cái giếng mà không phải. Sau khi tham quan cà phê Trúc Vân là nhà ma hồi xưa ngay đầu đèo của thành phố Đà Lạt, thì bây giờ mình đang đi vô trong thành phố. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye.